Như vậy để bắt đầu chương trình ngày hôm nay chúng ta đã chuẩn bị rồi, tôi sẽ trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bảo Hải, giám đốc bệnh viện Gia Đình. Bắt đầu cái bài đầu tiên với vai trò vận động thể lực trong phòng điều trị các bệnh có tim mạch, xin mời tiến sĩ Hải. Xin cảm ơn chị Hà. Kính thưa phó giáo sư bác sĩ, kính thưa phó giáo sư Nguyễn Văn Tân, kính thưa quý thầy cô và quý đồng nghiệp, thì có lẽ chúng ta ai cũng biết rằng việc vận động thể lực chắc chắn là sẽ giúp cho phòng ngừa các cái biến cố tim mạch. Tuy nhiên thì trên thực tế lâm sàng khi gặp tiếp xúc một người bệnh, có lẽ chúng ta chỉ khuyến cáo người bệnh là tập vận động thể lực 30 phút mỗi ngày đi bộ chẳng hạn, và chúng ta chỉ dừng lại ở đó. Như vậy thì liệu những cái tư vấn của mình như vậy đã đủ hay chưa? Và chúng tôi khi mà tiếp cận vấn đề này thì chúng tôi đưa ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tại sao chúng ta phải yêu cầu người bệnh vận động thể lực, và thông qua cái việc yêu cầu người bệnh vận động thể lực này thì chúng ta sẽ tạo động lực để người bệnh có thể thực hiện được công việc này. Câu hỏi thứ hai là nếu mà yêu cầu người bệnh vận động thể lực thì sẽ yêu cầu như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta biết rằng vào năm 2019, khuyến cáo của Hội tim Hoa Kỳ cho thấy việc phòng ngừa các biến cố tim mạch thì thông qua 7 cái thành tố, và trong đó thì có vận động thể lực. Và trong khuyến cáo này, khi đọc khuyến cáo này thì chúng ta thấy rằng là khuyến cáo yêu cầu người bệnh phải vận động thể lực đối với hoạt động thể lực ở mức độ cường độ trung bình là ít nhất là 150 phút một tuần, còn đối với cường độ cao thì là 75 phút một tuần. Thế thì khi đọc một khuyến cáo như vậy thì chắc chắn là sẽ có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tại sao khuyến cáo không đưa cho chúng ta ở cái mức cao hơn, ví dụ như là 300 phút một tuần chẳng hạn, hoặc là 450 phút một tuần. Và câu hỏi thứ hai là như thế nào gọi là cường độ vận động ở mức trung bình, và như thế nào gọi là cường độ vận động ở mức cao, thì chúng ta sẽ cùng làm rõ ở phần trình bày sau đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như một người bệnh mà không vận động thể lực thì nó sẽ xảy ra những cái biến cố gì? Chắc chắn là những người bệnh này sẽ có bệnh mạch vành và bệnh đái tháo đường gia tăng từ 6 đến 7%, và đặc biệt là nếu như mình không vận động thể lực thì nguy cơ bị ung thư, đặc biệt là ung thư vú và ung thư đại tràng cũng gia tăng khoảng 10%. Và điều này được chứng minh thông qua một nghiên cứu, một phân tích gộp dựa trên 47 nghiên cứu cho thấy rằng nếu một người bệnh có lối sống ít vận động thể lực thì sẽ làm tăng tử vong lên đến 24%, và chắc chắn là tăng những tử vong tim mạch, tử vong ung thư từ 17 đến 18%. Và một điều rất quan trọng đó là người bệnh sẽ phải tăng cái đái tháo đường mới mắc lên đến 91%. Vậy thì chúng ta quay trở lại với câu hỏi là tại sao phải vận động thể lực, thì chúng tôi nêu ra một số cái nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, đây là hình ảnh cho thấy mức độ vận động thể lực là cực mạnh và cực tung là nguy cơ tim mạch. Thì chúng ta thấy rằng là giữa mức độ vận động thể lực và cái nguy cơ biến cố tim mạch nó có liên quan chặt chẽ với nhau theo đường cong tuyến tính màu đỏ ở đây. Nguyên tắc thứ hai là chỉ cần một cái thay đổi rất ít của mức vận động thể lực cũng làm giảm tới nhiều biến cố tim mạch. Chúng ta nhớ lại khuyến cáo của Hội tim Hoa Kỳ rằng là chúng ta phải cần phải vận động thể lực ít nhất là 150 phút một tuần cho những cái cường độ vận động ở mức trung bình. Tuy nhiên thì chỉ cần là chúng ta khuyến cáo người bệnh là vận động thôi thì cũng đã làm giảm các cái biến cố tim mạch rồi. Ví dụ như là chỉ cần người bệnh đứng trên 2 giờ một ngày cũng giúp làm giảm 10% tử vong do mọi nguyên nhân so với việc là người bệnh đứng ít hơn 2 giờ một ngày. Và điều này đã được thể hiện một cách rõ nét hơn qua một đầu hệ nghiên cứu với hơn 146.000 bệnh nhân ở tại Đài Loan. Thì trong nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là đối với so với nhóm mà không vận động thể lực thì việc vận động thể lực ở cường độ thấp, tức là chúng ta chỉ cần vận động 15 phút mỗi ngày, chưa cần đạt đến mức khuyến cáo là 150 phút một tuần, thì cũng giúp làm giảm 14% tử vong do mọi nguyên nhân và kéo dài đời sống hơn được 3 năm. Câu hỏi tiếp theo là nếu như chúng ta vận động thể lực một cách nhiều hơn nữa thì có làm giảm các cái nguy cơ hay không? Thì nghiên cứu cũng cho thấy rằng nếu như chúng ta càng vận động thể lực càng nhiều thì giúp làm giảm tử vong do mọi nguyên nhân, giảm nguy cơ ung thư, giảm bệnh tim mạch cũng như là làm giảm đái tháo đường. Và điều này cũng đồng nghĩa với nguyên tắc thứ ba của vận động thể lực, đó là vận động thể lực càng nhiều thì các cái việc giảm các cái nguy cơ tim mạch sẽ càng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đọc rằng là vận động thể lực càng nhiều, vậy thì cái giới hạn trên của vận động thể lực là như thế nào?
Thật ra thì thông qua một vài những cái nghiên cứu quan sát thì người ta thấy là khảo sát trên những vận động viên điền kinh chạy marathon, khi khảo sát bằng MRI tim mạch thì người ta thấy có hiện tượng sơ hóa cơ tim ở nhóm bệnh nhân này, cũng như là cái nguy cơ bị rối loạn nhịp thất ở nhóm bệnh nhân này cao hơn những nhóm bệnh nhân khác. Tuy nhiên nhấn mạnh lại đây là chỉ là những cái nghiên cứu quan sát, và vì thế thì khuyến cáo của Hội tim châu Âu cũng như là Hội tim Hoa Kỳ cho thấy rằng là vẫn nêu là không có giới hạn trên của mức độ vận động thể lực làm tăng nguy cơ tử vong, và đây cũng được xác nhận là một trong những thành công trong nghiên cứu. Để cụ thể hóa công việc là chúng ta phải vận động thể lực ở đến mức độ nào thì sẽ giúp cải thiện tỷ lệ tử vong cho người bệnh, thì chúng ta sẽ cùng xem một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Lancet vào năm 2011. Nghiên cứu cho thấy rằng là đối với việc chúng ta vận động thể lực mỗi 15 phút mỗi ngày, và nếu như ngày hôm sau chúng ta vận động thể lực lên 30 phút mỗi ngày, tức là tăng hơn 15 phút mỗi ngày, thì việc tập luyện tăng lên 15 phút mỗi ngày như thế sẽ giúp làm giảm tử vong do mọi nguyên nhân thêm 4% và tử vong do ung thư giảm thêm 1%. Vậy thì chúng ta sẽ tập đến mức độ nào thì sẽ vừa? Đây là điều không cho thấy rằng là mức độ giảm nguy cơ tim mạch, và nếu như chúng ta cứ tiếp tục tập tăng mỗi 15 phút như vậy và nghiên cứu cho thấy rằng đến phút thứ 100 thì đường cong nó sẽ đi ngang, và vì vậy thì chúng ta cũng có một cơ sở để khuyến cáo với người bệnh rằng là mỗi ngày chúng ta có thể tập đến mức là khoảng 100 phút mỗi ngày, và nếu mà có tập hơn nữa thì cũng sẽ không có lợi ích gì thêm cho các cái biến cố tim mạch của mình. Cũng trong cái nghiên cứu để xác định giới hạn trên của việc vận động thể lực thì một nghiên cứu được thực hiện với hơn 660.000 người bệnh với thời gian theo dõi thú vị là 14,2 năm ở tại châu Âu và Hoa Kỳ. Thì nghiên cứu cho thấy rằng là ở cái mức vận động thể lực theo khuyến cáo là vận động nổi chúng ta đang vẽ ở đây thì sẽ giúp làm giảm cái nguy cơ tử vong theo được 31%. Nhưng nếu chúng ta vì một lý do gì đó chúng ta không thể vận động thể lực theo như mức khuyến cáo mà vận động ít hơn mức khuyến cáo thì cũng giúp làm giảm tử vong được 20%. Vậy thì nếu như chúng ta vận động thể lực hơn mức khuyến cáo nữa thì điều gì sẽ xảy ra? Thì nghiên cứu cho thấy rằng nếu như chúng ta vận động thể lực ở mức gấp 3 đến 5 lần mức khuyến cáo thì sẽ giúp làm giảm cái nguy cơ tử vong cao nhất là khoảng 39%. Và nếu như chúng ta tiếp tục vận động thêm là thêm gấp 10 lần mức khuyến cáo thì chúng ta thấy rằng là không có lợi ích gì thêm nữa. Như vậy thì chúng ta xác định là vận động thể lực ở mức là gấp 3 đến 5 lần hơn so với khuyến cáo thì sẽ đạt được cái lợi ích cao nhất. Như vậy khuyến cáo khuyên chúng ta là phải ít nhất 150 phút một tuần, như vậy từ gấp 3 đến 5 lần là chúng ta sẽ thấy là từ khoảng 450 cho đến 750 phút một tuần, và chia ra thì mỗi ngày thì có lẽ là chúng ta phải dao động từ khoảng 100 phút giống như cái nghiên cứu trước đó. Nguyên tắc thứ tư trong tập vận động thể lực là chúng ta có lẽ là những nhân viên bàn giấy hoặc là những bác sĩ còn còn khá quan tâm, bởi vì nếu mà bác sĩ làm ở trên trại thì chúng ta còn có thời gian để mà đi đến từng khoa hội chẩn, còn nếu như chúng ta là một bác sĩ ngồi tại phòng khám thì có lẽ 8 tiếng đồng hồ đó chúng ta chỉ ngồi một chỗ thôi. Vậy thì nếu như chúng ta chỉ ngồi một chỗ trong vòng từ 6 đến 8 giờ thì rằng nó có gia tăng cái nguy cơ tử vong của người bệnh hay không? Thì nghiên cứu cho thấy rằng nếu như chúng ta chỉ ngồi bàn giấy, chỉ làm việc văn phòng và ngồi tại chỗ trong vòng từ 6 đến 8 giờ thì chắc chắn là sẽ làm gia tăng nguy cơ tử vong, nhưng chỉ xảy ra ở những nhóm bệnh nhân mà chúng ta không có vận động thể lực hoặc là vận động thể lực ít hơn 300 phút một tuần. Như vậy nếu như chúng ta thấy rằng là công việc của mình bắt buộc phải ngồi bàn giấy thì nên có một cái khoảng thời gian vận động thể lực để bù lại những cái khoảng thời gian mà chúng ta chỉ ngồi làm việc. Đó là nguyên tắc thứ tư. Nguyên tắc thứ năm đó là nếu như một người bệnh đang duy trì một cái hoạt động thể lực trước đó tập và nay vẫn tiếp tục tập thì sẽ giúp làm giảm tử vong cho mọi nguyên nhân khoảng 50%. Nhưng nếu một người trước đó chúng ta chưa vận động thể lực và nay thì chúng ta bắt đầu sau khi có thêm một cái động lực để tập thì chúng ta bắt đầu tập vận động thể lực thì chúng ta thấy rằng là cũng giúp làm giảm tỷ lệ tử vong đến 45%, nó cũng không nhỏ hơn so với 50% trước đó bao nhiêu. Vì vậy nguyên tắc thứ năm là không bao giờ gọi là trễ khi mà chúng ta thay đổi cái lối sống của mình để tiến hành tập vận động thể lực. Như vậy chúng ta đã đi qua năm cái nguyên tắc của vận động thể lực và chúng ta thấy rằng việc tập vận động thể lực nó giúp có rất nhiều những cái yếu tố có lợi cho người bệnh, từ việc tác động đến tâm lý, giảm stress,
cho đến cơ chế chống huyết khối cũng như là chống sơ bộ giảm huyết áp v.v. Chúng ta xin đi qua câu hỏi thứ hai, đó là yêu cầu của bệnh nhân vận động thể lực như thế nào, thì chúng ta xin trình bày một bệnh án nhỏ ngắn về lâm sàng. Đây là một bệnh nhân nam 50 tuổi, là nhân viên văn phòng và người này cũng thích vận động. Tuy nhiên trong vòng 3 tháng qua thì anh đã có một cái thái độ tích cực hơn, tức là chạy bộ khoảng 1,5 đến 2 giờ một tuần. Và khi mà tập luyện như vậy thì không có triệu chứng. Thì khi nhận được một lời mời của một nhóm bạn thì cần phải chuyển sang một cái cách thức vận động thể lực mới, đó là chạy xe đạp đường dài, từ đi từ thành phố đến Vũng Tàu chẳng hạn. Thì đối với người bệnh sẽ đến và tư vấn của chúng ta, thì chúng ta sẽ phải thực hiện điều gì cho người bệnh này? Bởi vì người bệnh này trước đây là không có triệu chứng, thì bây giờ vận động thể lực chạy xe đạp đường dài thì chúng ta có không cần thực hiện thêm xét nghiệm nào nữa cho người bệnh, hay là chúng ta thấy việc vận động thể lực này thì cần phải làm trước khi vận động, chúng ta cần phải đánh giá điện tim, siêu âm tim hoặc là biện pháp tăng sức thể lực, hoặc là chúng ta đánh giá nguy cơ tim mạch score cho người bệnh. Thì để trả lời câu hỏi này, chúng ta xem lại những khuyến cáo của Hội Tim Châu Âu đối với những người bệnh mà có nguy cơ tim mạch thấp, score đánh giá là dưới 5%. Ở thời điểm này thì score 2 và score 4 chưa có ra đời, do đó chúng ta cũng đánh giá là score. Nếu như nguy cơ tim mạch thấp là dưới 5% thì chúng ta cứ cho người bệnh vận động thể lực và không cần phải làm bất cứ một điều gì thêm. Nếu như nguy cơ tim mạch là rất cao, score lớn hơn khoảng 5%, thì chúng ta sẽ xét đến xem người bệnh này tập môn gì, cường độ vận động thể lực ra sao. Và nếu như cường độ vận động thể lực là thấp đến trung bình thì chúng ta sẽ không cần thực hiện các xét nghiệm. Nhưng nếu như cường độ vận động thể lực là từ cao đến rất cao thì chúng ta sẽ tiến hành các xét nghiệm cho người bệnh. Quay trở lại với người bệnh có cha ruột mất vì nhồi máu cơ tim khá là sớm, bệnh nhân có hút thuốc lá, có huyết áp cao, có mỡ trong máu tương đối cao và đường huyết cũng bắt đầu tăng. Vì vậy khi đánh giá điểm score thì chắc chắn là sẽ trên 5%. Và vì vậy thì chúng ta phải xét đến cường độ vận động thể lực của người này là như thế nào. Thì bệnh nhân người bệnh mong muốn là đi xe đạp đường dài, và mặt đường dài thì sẽ xếp vào màu đỏ và đánh giá là nguy cơ tim mạch, đánh giá là cường độ vận động thể lực này sẽ là rất cao. Do đó thì chúng ta cần phải thực hiện những cái biện pháp nâng sức tối đa hoặc là những cái hình ảnh phục chức năng CT cho người bệnh. Quay trở lại với việc là thông qua bệnh án này thì chúng ta thấy rằng là việc vận động thể lực có lẽ tất cả chúng ta đều biết đây là một cái hình thức phòng ngừa bệnh lý tim mạch rất là cần thiết. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta thấy chỉ có 27% dân số trên thế giới là chưa đạt được mục tiêu vận động thể lực. Như vậy con số này cũng khá là khiêm tốn. Vì thế thì chúng ta phải xác định được những cái rào cản nào làm cho người bệnh chúng ta chưa tập vận động thể lực. Và một trong những điểm rất là quan trọng đó là chúng ta chưa tạo được một cái động lực cho người bệnh, hoặc là chưa tạo được những cái hình thức vận động thể lực phù hợp cho người bệnh. Vậy thì chúng ta thấy rằng là để cải thiện vấn đề này thì mô hình vận động thể lực theo mô hình FIT được ra đời, bao gồm một chữ FITT. Chữ F là frequency, tức là số lượng. Chúng ta phải cùng với người bệnh xác định số lượng tụ tập trong một khoảng thời gian nhất định. Thông qua đó thì chúng ta phải xác định được mức độ gắng sức khi tham gia hoạt động thể thao. Và chữ T là xem xét xem cái mô thức tập luyện nào phù hợp với người bệnh. Và T là thời gian thực hiện một buổi luyện tập. Chúng ta thấy rằng đối với khuyến cáo nêu rằng chúng ta cần phải vận động thể lực ít nhất là 150 phút một tuần đối với cường độ vận động thể lực trung bình và 75 phút một tuần đối với cường độ mạnh, và đây là mục tiêu chúng ta đặt ra. Như vậy thì làm sao để xác định đây là cường độ trung bình hay là cường độ mạnh? Để xác định cường độ vận động thể lực là trung bình hay mạnh thì chúng ta có nhiều cách, và thường là chúng ta sẽ phối hợp với nhau. Cách thứ nhất là dựa trên số mét mà một người bệnh đó thực hiện được. Ở cái mức độ mét là từ 3 đến 6 thì là mức độ trung bình, và từ 6 đến 9, trên 6 thì là mức độ mạnh. Vậy thì để xác định mét từ 3 đến 6 thì chúng ta có nhiều cái biện pháp, trong đó việc mà đi bộ hàng ngày có lẽ là chúng ta thường hay thực hiện nhất, thì số mét là khoảng 3, và nếu mà chạy bộ thì là khoảng 8, như vậy là nó cường độ cao. Ngoài việc là xác định số mét dựa trên xác định cường độ vận động dựa trên số mét thì chúng ta còn dựa trên cái nhịp tim của người bệnh. Và để mà đánh giá cái nhịp tim thì chúng ta biết công thức tính tần số tim tối đa là 220 trừ đi tuổi. Và nếu như một bệnh nhân mà 50 tuổi thì chúng ta thấy tần số tim tối đa là 170. Và nếu như chúng ta vận động thể lực từ khoảng 55 cho đến 75, tức là nhịp tim
tim dao động từ 100 đến 130 thì là ở mức là từ độ vận động thể lực trung bình, và nếu như nhịp tim trên 130 đối với người 50 tuổi thì gọi là từ độ vận động thể lực cao. Và trong cái quá trình tập luyện thì khó khăn là sẽ phải làm sao để mà theo dõi được cái nhịp tim. Và vì thế thì chúng ta cần phải có một cái đồng hồ đo trong theo dõi trong cái quá trình tập luyện. Và để mà thì đó là cái cách mà chúng ta tính được cường độ vận động thể lực của người bệnh, và chúng ta cũng phải xác định những cái mô hình tập luyện nào gọi là ở mức độ thấp, trung bình và cao cho người bệnh. Để mà không có sự nhàm chán như vậy, cứ chỉ mỗi sáng chúng ta đi bộ 30 phút thì việc cái xác định mục tiêu 150 phút mỗi ngày chúng ta có thể phối hợp bằng nhiều cách với nhau. Ví dụ như là đi bộ 60 phút, phối hợp với 60 phút làm giường, 60 phút tiêu bổ và 10 phút làm việc nhà chẳng hạn. Và đối với từng người bệnh thì chúng ta sẽ có một cái cách tư vấn làm sao để người bệnh chọn được cái cách vận động thể lực phù hợp nhất. Đối với những người lớn tuổi thì chúng ta có những phương pháp như là tập yoga hoặc là tiêu bổ. Đối với những bạn trẻ thì chúng ta có thể là chạy xe đạp trên mô hình ảo chẳng hạn. Hoặc là đối với những người mà chúng ta tham gia các trò chơi, ví dụ như những trò chơi bắt Pokemon. Và cuối cùng thì chúng ta thấy là việc tiếp cận một cái vận động thể lực như vậy thì nó hơi bị rối, và chúng ta sẽ khó có những cái hình dung. Thì đối với hội NIH đã đưa ra một cái khuyến cáo chung cho chúng ta rằng là đối với một người gọi là có cái lối sống hiện tại khi mà dưới 5.000 bước một ngày, có lẽ là chúng ta đều có những cái smartphone, và thông qua smartphone này chúng ta có biết là trong một ngày chúng ta đi được 30 bước, và đều gọi là lối sống vận động thể lực gọi là tích cực khi mà trên 10.000 bước một ngày. Thế thì khi mà có cái khuyến cáo này thì chúng ta cũng xem lại trong cái quá trình làm việc của mình, nếu như chúng ta chỉ là một người bác sĩ đến và khám bệnh và đi về tham gia những công việc hàng ngày trong nhà của mình, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã làm có một lối sống tích cực rồi. Tuy nhiên khi xem lại thì chúng ta chỉ đi được từ 3 đến 4.000 bước mỗi ngày thôi, và như vậy là rơi vào trong cái lối sống thụ động. Và vì thế thì chúng ta cần phải vận động thể lực để vượt qua khỏi cái 5.000 bước này, và tốt nhất là trên 10.000 bước để đạt được cái hiệu quả về mặt tim mạch cũng như là về mặt giảm cân. Cuối cùng thì tôi xin đi đến phần kết luận về vận động thể lực. Nó là làm giảm tiến tính các cái nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, bao gồm tử vong tim mạch, tử vong ung thư và các bệnh lý chuyển hóa. Thì bất kỳ một cái vận động thể lực nào dù nhẹ đi nữa thì cũng làm cải thiện mặt tỷ lệ tử vong của người bệnh. Do đó chúng ta hãy khuyến khích người bệnh vận động thể lực đến mức nào có thể, và cho đến nay thì chưa có giới hạn trên của mức vận động thể lực làm tăng nguy cơ tử vong. Tuy nhiên chúng ta có thể khuyến cáo người bệnh nếu như có cái sức của họ có thể tập luyện được thì tập luyện được khoảng 100 phút mỗi ngày. Và đối với những bệnh nhân mà có vận động thể lực đường dài chẳng hạn thì chúng ta cần phải đánh giá bệnh nhân trước khi vận động thể lực trong một số các tình huống đặc biệt. Và điều đặc biệt nhất là chúng ta phải cá thể hóa cho bệnh nhân và trao cho người bệnh một động lực để họ có thể tiến hành tập vận động thể lực. Và cuối cùng thì xin cảm ơn sự chú ý của quý thầy cô.